Xin kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em Hương xin giới thiệu cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ, bao gồm 2 mẫu đồng hồ đến từ Mỹ nhé chị nhé, và 3 mẫu đồng hồ đến từ Nhật anh chị ạ. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm thì cứ báo sớm giúp em nhé, và em sẽ ship full box đầy đủ cho các anh chị luôn. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Calvin Klein, và mẫu này thì khi em ship về hộp nó có hơi bị hỏng một chút nên anh chị thông cảm giúp em nhé. Và em cũng đang giảm giá với mức giá là hộp nó bị hư hại một chút anh chị ạ. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm thì cứ báo sớm giúp em. Em đang để sản phẩm này với mức giá là 1,7 triệu nhé. Tại vì trước khi kia em có bán với sản phẩm là mức giá là 1,8 triệu nhưng mà hộp nó đang bị hỏng nên là em báo cho anh chị với mức giá chỉ là 1,7 triệu thôi. Với mã là H36 bên em. Mã quốc tế đối với sản phẩm ở đây là K9H2X5C6 nhé chị nhé. Thì anh chị nào đặt sản phẩm thì cứ báo sớm giúp em nhé. Một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là đơn giản này anh chị ạ. Với sản phẩm này thì anh chị thấy được thiết kế với trải tia sunburst rất là đẹp anh chị ạ. Trải tia sunburst theo chiều thẳng đứng và trải tia sunburst theo chiều từ tâm ra. Mặt đồng hồ thì sẽ có hai layer nhé anh chị nhé. Cũng có chữ duy nhất Calvin Klein ở trên mặt đồng hồ này và chữ Swiss Made tại vị trí 6 giờ anh chị ạ. Trên mặt đồng hồ thì cũng chỉ có 4 cọc giờ thôi, tương ứng với 4 vị trí là 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Bộ kim của sản phẩm này thì sẽ không đồng trục nhé chị nhé. Kim giây nó sẽ nùi ở bên dưới anh chị ạ và nó nằm riêng một chỗ luôn. Kim giờ, kim phút thì tại vị trí trung tâm của đồng hồ luôn rồi. Về bên cạnh của đồng hồ thì anh chị thiết kế là bo rất là đẹp nhé, đều được mạ màu vàng anh chị ạ. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ cũng có chữ CK nhé. Đây là dây của đồng hồ, là dây da bò trơn anh chị ạ. Đây là khóa của đồng hồ nhé, khóa cũng được mạ màu vàng nhé. Đây là mặt sau của đồng hồ thì anh chị thấy cũng có một vài thông số liên quan đến sản phẩm như All Stainless Steel, viền vỏ thép không gỉ nhé anh chị nhé. Water resistant là 33 nhé, là độ chống nước của sản phẩm anh chị ạ. Đây là số series của sản phẩm và chữ Calvin Klein. Đây là mặt sau của dây thì anh chị thấy cũng có dập chữ Calvin Klein ở dây nhé. Và dây thì anh chị thấy được thiết kế rất là đẹp luôn, sẽ rất là ôm tay nhé. Em sẽ đo size mặt để cho anh chị tham khảo luôn ạ. Size ở đây là 42,1 mm. Bề dày của sản phẩm là 12 mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này thì nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16,5 trở lên thì đẹp hơn. Tại vì càng của sản phẩm anh chị thấy được thiết kế khá là to, nên là anh chị là sản phẩm thì anh chị chú ý qua một chút nhé anh chị nhé. Và anh chị thấy là kính của sản phẩm cũng sẽ hơi cong một chút anh chị ạ. Và với sản phẩm này thì kính của nó là phiên bản kính khoáng anh chị nhé. Với phiên bản kính khoáng thì anh chị nên chú ý trong quá trình anh chị sử dụng nhé. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Invicta. Và em đang để sản phẩm này với mức giá là 2,1 triệu. Đây là một mẫu đồng hồ Invicta Automatic. Và mã này là dành cho anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung và vừa thôi. Tại vì size mặt của đồng hồ cũng là size mặt vừa phải thôi anh chị ạ. Một mẫu đồng hồ với phiên bản là mặt màu vàng này, dây màu vàng anh chị ạ. Phía bên cạnh cũng là màu vàng, phía bên cạnh dập chìm trên Invicta này. Và anh chị thấy là mặt nền bên trong màu vàng, có trải tia sunburst rất là đẹp luôn. Viền bezel của sản phẩm thì cũng được mạ màu vàng, nhưng mà anh chị thấy những cái chi tiết ở trên viền bezel này thì được mạ màu vàng hồng nhé chị nhé. Nền ngay tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Và anh chị thấy là núm chỉnh cũng được thiết kế là núm vặn cổ trai nhé. Thì anh chị phải vặn núm chỉnh ra thì anh chị mới có thể chỉnh giờ được anh chị ạ. Viền bezel được thiết kế kiểu dáng viền đăng cưa rất là khỏe luôn. Và viền bezel có thể xoay được theo một chiều nhé chị nhé. Đây là dây mặt ra bên này của sản phẩm này, khóa của đồng hồ nhé. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo luôn. Đáy sau của sản phẩm này là đáy hở kính anh chị ạ. Anh chị có thể quan sát một vài thông số như là bộ máy NH35A này, 24D-Well, và sản phẩm thì thuộc Mỹ thiết kế nhé chị nhé. Và cục tập đoàn Invicta Watch. Ở đây thì có dập chìm trên Invicta và Water Resistant ở đây là 200m nước này. Và với dòng đồng hồ chống nước 200m nước thì anh chị sẽ còn đi mưa rửa tay nặn biển thoải mái nhé chị nhé. Và bộ máy này thì vẫn là bộ máy của Nhật và cụ thể là bộ máy của Seiko này. Mã máy là 24762 nhé. Và em đang để mức giá chỉ là 2,1 triệu với mã là H47 bên em. Mã quốc tế của sản phẩm là 24762 anh chị ạ. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo nhé. Size ở đây là 40,3 mm. Độ dày của sản phẩm ở đây là 14,5 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này thì nên chu vi cổ tay 16 của em rất là đẹp, nên nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống nha chị nhé. Một mẫu đồng hồ Invicta. Và anh chị chú ý qua một chút là kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kính khoáng nha chị nhé. Và với máy của đồng hồ này thì có đầy đủ chức năng encode tự động, chức năng encode tay và chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ rồi. Tần số dao động vẫn là 21.600 nhịp một giờ nhé chị nhé. Và độ tích chữ code của đồng hồ thì vẫn lên đến 40 giờ anh chị ạ, nên anh chị có thể yên tâm trong quá trình anh chị sử dụng nhé. Mẫu thứ ba mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Seiko hoàn toàn mới. Và mã này thì lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của em. Mẫu này là phiên bản Made in Japan nhé chị nhé. Là một phiên
phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật luôn anh chị ạ. Kim cọc rời của sản phẩm thì đều có dạ quang, anh chị thấy được thiết kế rất là đẹp luôn. Độ sâu của sản phẩm tạo nên một mẫu đồng hồ thiết kế rất là ấn tượng này. Bên cạnh đấy thì mặt nền bên trong là mặt màu nâu cà phê, và anh chị thấy là các cái chi tiết thì cũng đều được mạ màu vàng hồng nhé. Một mẫu đồng hồ thiết kế với phiên bản mặt rất là đẹp và ấn tượng. Bên cạnh đấy thì là cũng rất là khỏe khoắn luôn anh chị ạ. Có đầy đủ lịch ngày lịch thứ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ này. Kim cọc giờ của sản phẩm thì cũng đều có dạ quang anh chị ạ. Và dạ quang thì anh chị thấy nó sẽ là những cái chấm ở bên ngoài của cọc giờ này nhé anh chị nhé. Và cọc giờ được mạ màu vàng hàng gắn nổi rất là đẹp luôn nhé anh chị nhé. Cũng có chữ Seiko 5 này. Và đây là bộ máy automatic 21G, và độ chống nước của sản phẩm thì là 50 mét nước anh chị ạ. Sát viền ở đây thì anh chị thấy là những cái vạch để chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ, và những cái cọc giờ được in màu trắng này, rất là đẹp và nổi bật trên nền màu nâu nhé anh chị nhé. Phía bên cạnh thì cũng được mạ màu bóng anh chị ạ. Dây của đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế là kiểu dáng dây đờ mi nhé, và mắt của đồng hồ thì là thép ghép anh chị ạ. Và đây là khóa của sản phẩm cũng có chữ Seiko 5 thôi. Đáy sau của đồng hồ thì là đáy hở kính rồi, anh chị có thể quan sát một vài thông số liên quan đến sản phẩm nhé. Anh chị thấy được đây là 21 Duel nhé, là bộ máy 21 chân kính này. Seiko Time Corp là sản phẩm thuộc tập đoàn Seiko Time Corporation anh chị ạ. Bài S26C này. Chống nước của sản phẩm thì là 50 mét nước nha chị nhé. Stainless steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ, và made in Japan anh chị ạ. Và kính của sản phẩm thì cũng là phiên bản kính khoáng nha chị nhé. Và em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size 42,6mm. Bề dày của sản phẩm là 12,4mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này lên chu vi cổ tay 16 của em thì nó cũng khá là vừa, tại vì càng của sản phẩm được thiết kế khá là gọn. Và em đang để sản phẩm này với mức giá là 4 triệu anh chị ạ, với mã là H66 bên em nhé. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là SNKP18G1 anh chị ạ. Trên tag thì anh chị thấy cũng có một vài thông số như 7S26 Automatic và Water Resist là 50 nhé chị nhé. Và nó sẽ dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung và to thôi, tại vì size mặt của đồng hồ cũng khá là lớn rồi anh chị ạ. Và mức giá em đang để là chỉ là 4 triệu nhé anh chị nhé. Và mẫu thứ tư mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Seiko 5. Và mẫu đồng hồ Seiko 5 này thì em đang để với mức giá là 2 triệu rưỡi nhé anh chị nhé. Mẫu này thì cũng là cùng bộ máy 7S26 của cái mã đồng hồ em vừa giới thiệu qua cho anh chị. Với mã của bên em đây là G86 nhé. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là SNKE51G1 anh chị ạ. Vẫn là bộ máy 7S26 Automatic và chống nước là 30 mét nước anh chị ạ. Anh em thấy là mặt đồng hồ thì có đầy đủ lịch ngày lịch thứ nhé chị nhé. Núm chỉnh tại vị trí 4 giờ anh chị ạ. Mặt đồng hồ là mặt màu xanh dương. Và kim cọc giờ của sản phẩm thì cũng đều có dạ quang. Nhưng anh chị thấy dạ quang của cọc giờ thì nó sẽ là rất là nhỏ ở trong đầu bên trong của đồng hồ nhé. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ. Mặt đồng hồ là mặt màu xanh và có chảy tia sunburst rất là sáng luôn. Đặc biệt trong thiết kế của sản phẩm này nhé anh chị nhé. Đi ra ngoài ánh sáng mạnh thì chảy tia sunburst của sản phẩm nổi lên rất là đẹp luôn. Cũng có chữ Seiko 5 này. Và Automatic 21G nhé, tại vị trí từ 6 giờ đến 8 giờ thì anh chị thấy có chữ Made in Japan. Và ở đây là có ký tự rất nhỏ là 7S26 nhé, là mã máy của sản phẩm. Viền men dầu của sản phẩm được thiết kế là mạ bóng anh chị ạ, vì bên cạnh cũng được mạ bóng nhé. Dây của đồng hồ thì vẫn là thép ghép nhé anh chị nhé. Với lại chất liệu thép ghép thì nó khá là nhẹ nhàng anh chị ạ, khi lên tay. Đây là khóa của đồng hồ, anh chị thấy cũng có chữ Seiko 5 này. Bên cạnh đấy thì cũng có chữ Japan nhé. Đáy sau của sản phẩm này đáy hở kính rồi, anh chị có thể quan sát bộ máy 7S26 nhé. Đây là bộ máy 21 chân kính anh chị ạ. Mình có thể quan sát cái bánh đà này như là 21 Duel nhé chị nhé. Seiko Time Corp này, 7S26C này. Và máy của Nhật nhé chị nhé. Vẫn là phiên bản Made in Japan anh chị ạ. Stainless steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ và water resist. Và với mẫu này thì nó sẽ dành cho những anh em nào có chu vi cổ tay tầm trung với và nhỏ anh chị ạ. Size mặt của đồng hồ là size 38,3mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 10,7mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mẫu này thì khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì rất là đẹp rồi. Nó sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay chỉ tầm khoảng từ 16,5 trở xuống nhé chị nhé. Thì anh chị nên chú ý qua size mặt của đồng hồ để mình có thể lựa chọn một mẫu đồng hồ tốt nhất cho mình và phù hợp với cổ tay của mình nhé anh chị nhé. Mức giá rất là tốt cho anh chị luôn. Kính của sản phẩm thì vẫn là phiên bản kính Hanlac, kính độc quyền của Seiko rồi. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Orient. Đây là phiên bản mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 5. Và phiên bản này thì em đang để với mức giá là 4 triệu 3 nhé. Mức giá xả hàng cho các anh chị luôn.
với mã của bên em là G76 này. Mã quốc tế đối với sản phẩm ở đây là RA gạch ngang AK0306S10B nhé chị nhé. Mặt đồng hồ là mặt màu trắng này, anh nhìn thấy là kim cọc giờ của sản phẩm thì đều được mạ màu vàng và cọc giờ thì được gắn nổ trên mặt đồng hồ rất là đẹp luôn anh chị nhé. Có một sắp đai ở các thứ trong tuần tại vị trí 10 giờ này, sắp đai ở Sun and Moon tại vị trí 4 giờ và nịch ngày tại vị trí 3 giờ anh chị ạ. Và anh nhìn thấy cũng có chữ Orient Automatic và logo của hãng tại vị trí 2 giờ nhé. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ này. Viền men dầu thiết kế khá là mảnh luôn, nên khi anh chị nhìn vào mặt đồng hồ hiển thị khá là rộng nhé anh chị nhé. Núm chỉnh cũng tại vị trí 3 giờ và anh chị chỉ cần kéo núm chỉnh ra thì anh chị có thể chỉnh được những cái nịch ở bên trong mặt đồng hồ rồi. Và với ý nghĩa của dòng đồng hồ Sun and Moon là khi mặt trời lên cao nhất thì đấy là 12 giờ trưa và khi mặt trăng lên cao nhất thì đấy là 12 giờ đêm nhé chị nhé. Anh thấy ở đây là 1 giờ hơn buổi trưa anh chị ạ, đây là đang dấu hiệu mặt trời ở đây nhé. Viền bên cạnh được thiết kế là phay xước nhé. Dây của đồng hồ cũng được thiết kế là chất thép đúc và anh chị thấy là được thiết kế là phay xước hết và dây cũng được cải thiện hơn rất là nhiều so với phiên bản Orient Sun and Moon Gen 5 Version 1 anh chị ạ. Đây là núm chỉnh của đồng hồ này, tác cả kính sapphire này. Đây là chữ Orient và logo của hãng. Quá thì là khóa bấm rồi. Đáy sau của đồng hồ này thì là đáy hợp kính nhá. Anh chị có thể quan sát những cái thông số liên quan đến sản phẩm ở đây. Như là bộ máy ở đây là F6B24 này, bộ máy của Nhật và 21 dual là 22 chấn kính anh chị nhé. Và bộ máy này thì vẫn là bộ máy của Seiko Epson anh chị ạ, một bộ máy rất là quen thuộc luôn. Anh chị để quan sát những thông số cơ bản khác như là stainless steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ này, kính sapphire, máy Epson và bộ máy của Nhật nhé anh chị nhé. Mặt sau của đồng hồ thì là đáy hở nên anh chị có thể dễ dàng quan sát tất cả các cái chi tiết ở trên máy của đồng hồ rồi. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn nhé. Size ở đây là 41,4mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 13,8 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này lên chu vi cổ tay 16 của em rất là đẹp luôn. Nó cũng sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên. Nhưng với cổ tay của em là cổ tay nữ nên là khi em lên sản phẩm này thì nó thấy nó hơi dày một chút anh chị ạ. Nhưng với dòng đồng hồ thể thao thì anh chị nên chọn những cái mẫu đồng hồ dày một chút để khi anh chị lên tay nó sẽ trông khỏe khoắn hơn nhé anh chị nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 5 mẫu đồng hồ bên em đang sẵn hàng. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại.